vị, những người ủng hộ tư tưởng bảo thủ, chủ nghĩa tự do và các tư tưởng chính trị khác đã tham gia cuộc biểu tình gần đài tưởng niệm Lincoln tại thủ đô Washington DC, Mỹ vào ngày 25 tháng 6. Trong số những người tham gia có ông Richard Spencer, người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng, giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia và là một nhà hoạt động tôn giáo cực đoan. Ông Spencer nói, hầu như không thể tránh khỏi tình trạng một cộng đồng thiểu số không có quyền lực xã hội mà phần đa số có. Vì vậy, chúng tôi lo sợ rằng người da trắng đang dần trở thành thiểu số. Ông Spencer được cho là đã tạo ra thuật ngữ cánh hữu khác, dùng để mô tả cộng đồng mạng và mạng xã hội ủng hộ những người da trắng. Tổng thống Donald Trump từng lên án một hội nghị cánh hữu khác do ông Spencer tổ chức tại Washington vào tháng 11 năm 2016, khi những người tham gia chào theo kiểu Đức Quốc xã và hô lớn rằng Trump muôn năm sau một bài phát biểu về chủ nghĩa dân tộc da trắng. Truyền thông cho biết nhiều cuộc biểu tình khác đã được lên kế hoạch khắp thủ đô nước Mỹ vào ngày Chủ nhật, bao gồm một cuộc biểu tình chống lại bạo lực chính trị được tổ chức bởi những người không tham gia cuộc biểu tình ngày 25 tháng 6 khi biết ông Spencer sẽ có mặt. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để cập nhật những thông tin mới nhất. Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!